miền mỉm cười may mắn tự nhiên đến mỉm cười có thể thay đổi tâm trạng của bạn ngay lập tức và mang lại niềm vui cho những người xung quanh bạn nụ cười có sức lan tỏa và một khi bạn bắt đầu cười thường xuyên hơn những người khác sẽ chú ý và bắt đầu cười lại nó giống như một phản ứng dây chuyền khi bạn càng luyện tập cho mình mỉm cười một cách thường xuyên sẽ tạo nên sự hoàn hảo vì vậy hãy tiếp tục cho đến khi bạn thành công bên cạnh việc hạnh phúc không vì lý do gì còn có rất nhiều lợi ích khác của việc mỉm cười mà nhiều người chưa biết mỉm cười là một phần thiết yếu trong giao tiếp của con người và mang lại nhiều lợi ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta đó là một trong những điều dễ dàng nhất bạn có thể làm để cải thiện cuộc sống của mình và khiến người khác hạnh phúc. Không cần nhiều nỗ lực hay kỹ năng để mỉm cười. Và nó thực sự có thể thay đổi cuộc đời bạn. Sau đây là một số lý do tại sao nụ cười lại quan trọng và có ích. Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi bạn cười. Mỉm cười làm tăng tâm trạng của bạn. Mỉm cười có thể kích hoạt giải phóng endorphin là chất hóa học tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nó cũng có thể giúp giảm mức độ hóc môn gây căng thẳng, dẫn đến trạng thái tinh thần thoải mái và tích cực hơn. Có một lý do tại sao mọi người luôn cố gắng làm bàn cười. Đó là vì nụ cười có sức lan tỏa. Nó được cho là biểu hiện của hạnh phúc nhất mà chúng ta có. Khi bạn cười, người khác sẽ chú ý đến điều đó và họ cũng phải làm điều tương tự với bạn khi ai đó mỉm cười với bạn nó sẽ tự động làm bừng sáng cả ngày của bạn khi ai đó buồn cũng vậy một nụ cười cũng có thể thay đổi tâm trạng của họ đôi khi chúng ta buồn chúng ta thậm chí không nhận ra rằng chúng ta có thể cải thiện tâm trạng và khiến bản thân vui vẻ bằng cách mỉm cười mọi người có xu hướng đối xử tốt với nhau hơn khi họ hạnh phúc hơn vì vậy mỉm cười có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và dễ chịu hơn với người khác mỉm cười sẽ giúp bạn tích cực và lạc quan hơn một lý do khác khiến bạn nên cười thường xuyên hơn là vì nụ cười là một hình thức thể hiện bản thân mạnh mẽ có thể giúp bạn lạc quan hơn nếu bạn có một ngày tồi tệ hoặc trải qua một sự kiện không may mắn như tranh cãi với ai đó hoặc nhận được tin xấu một nụ cười có thể giúp bạn nhanh chóng thay đổi tâm trạng và trở nên tích cực hơn. Điều này rất quan trọng vì thái độ tích cực có thể giúp bạn hạnh phúc hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Khi tâm trạng không tốt, bạn có thể cảm thấy mình không có bất kỳ lựa chọn tốt nào và thậm chí có thể nhanh chóng đưa ra quyết định tồi tệ. Chỉ để ngăn cảm giác tiêu cực. Nhưng khi bạn có thái độ tích cực, bạn sẽ tự tin hơn, và hành động khôn ngoan để giải quyết vấn đề. Khi bạn cười, mọi người sẽ chú ý và phản ánh lại bạn. Khi ai đó cười với bạn, bạn phải cười lại. Và khi bạn làm như vậy, những người khác phải chú ý đến điều đó và họ cũng phải làm điều tương tự với bạn. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu cười thường xuyên hơn, mọi người sẽ chú ý và họ cũng sẽ bắt đầu cười lại với bạn. Nó giống như một phản ứng dây chuyền có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người xung quanh bạn nhiều người quên cười nhưng khi bạn bắt đầu cười họ sẽ chú ý và bắt đầu cười lại với bạn bạn sẽ trông trẻ hơn khi cười một nụ cười là một cách tuyệt vời để làm sáng khuôn mặt của bạn và làm cho bạn trông trẻ hơn khi bạn cười khuôn mặt của bạn trông dịu dàng hơn và nó làm thư giãn các cơ khiến bạn trong bớt căng thẳng hơn trước mỉm cười giúp người khác cảm thấy được chào đón và thoải mái một nụ cười là một cử chỉ chào đón mọi người cảm thấy được chào đón và thoải mái hơn khi ở bên một người hay cười mọi người cảm thấy hài lòng hơn và sẵn sàng mua hàng hơn ở cửa hàng nơi nhân viên bán hàng mỉm cười với họ điều này hoạt động tốt trong các cửa hàng tại nơi làm việc với khách hàng bạn bè và gia đình khi bạn cười bạn cải thiện các tương tác xã hội của mình nụ cười là biểu tượng chung của hạnh phúc và sự thân thiện đồng thời nụ cười có thể giúp các tương tác xã hội trở nên thú vị và thành công hơn mỉm cười có thể khiến bạn trông dễ gần và đáng tin cậy hơn điều này có thể dẫn đến giao tiếp tốt hơn và các mối quan hệ tích cực hơn bạn có gặp khó khăn khi tham gia vào các cuộc trò chuyện với người khác hay không bạn có thể cảm thấy bị đe dọa bởi ý tưởng nói chuyện với những người mới một nụ cười có thể giúp bạn trở thành một người giao tiếp tốt hơn khi bạn cười mọi người sẽ trở nên thân thiện và chấp nhận họ mỉm cười lại và trong thân mật hơn điều này sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng họ và bạn sẽ dễ dàng nói chuyện và thể hiện bản thân hơn mỉm cười làm giảm căng thẳng một người hay cười sẽ tích cực và lạc quan hơn và điều này có xu hướng giải phóng căng thẳng nụ cười của bạn cũng có thể xoa dịu căng thẳng của những người xung quanh bạn và khiến họ cảm thấy vui vẻ hơn ngay cả khi chỉ trong một thời gian ngắn khi đối mặt với vấn đề có thể khiến bạn bị căng thẳng tuy nhiên nếu cười thành thói quen bạn sẽ bớt căng thẳng và áp lực hơn nếu bạn cười thường xuyên hơn tại nơi làm việc bạn sẽ không chỉ bắt đầu yêu thích công việc của mình và bớt căng thẳng hơn mà còn giảm bớt căng thẳng cho đồng nghiệp và khách hàng của mình vui vẻ làm tăng sự tự tin khi bạn cười bạn thể hiện sự tích cực và tự tin điều này có thể giúp bạn cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong các tình huống xã hội khi bạn mỉm cười sẽ khiến bạn trông hấp dẫn hơn Mỉm cười có thể cải thiện cách người khác nhìn nhận về bạn, khiến bạn trông hấp dẫn, đáng tin cậy và dễ mến hơn. Nó cũng có thể nâng cao nhận thức của bạn về bản thân bạn, dẫn đến tăng lòng tự trọng và hình ảnh bản thân tích cực hơn. Nhìn chung mỉm cười là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện sức khỏe và tương tác xã hội của bạn. Đó là một cách dễ dàng và miễn phí để cải thiện tâm trạng và cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Ngay cả khi bạn không cười thường xuyên, luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo. Vì vậy, hãy tiếp tục cho đến khi bạn thành công. Có rất nhiều lợi ích khi mỉm cười. Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi cười nhiều hơn và điều đó sẽ giúp bạn lạc quan hơn, tích cực hơn. Khi bạn cười thường xuyên hơn, bạn sẽ trông và cảm thấy trẻ hơn, đồng thời giúp bạn giảm căng thẳng và có khả năng miễn dịch tốt hơn. Mọi người chú ý khi bạn cười và họ cũng sẽ bắt đầu cười lại với bạn. Nó giống như một phản ứng dây chuyền có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người xung quanh. Mỉm cười là một trong những điều dễ dàng nhất bạn có thể làm để cải thiện cuộc sống của mình và khiến người khác hạnh phúc. Không cần nhiều nỗ lực hay kỹ năng để mỉm cười và nó thực sự có thể thay đổi cuộc đời bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!